team Secret họ chỉ hold được đâu đó khoảng 1 phút nữa thôi. Khi mà cái vòng bo này bo vào thì họ bắt buộc phải hạ sơn và nằm trong trọng cũng có thể bên phía team Bingo Savior. Vấn đề là bây giờ team Secret không bắn vào đội hình của bên phía Secret toàn cơ và đây rồi, đó là bị tốc AD vì chỗ càng ngày nắm xù. Một tín hiệu tốt của bên Bingo Savior và tốc AD một người rồi. Lamborghini là người tiếp cận được vào trong cuộc smoke và đây rồi, tiếp tục là tên tiếp theo đó là bên phía của team Bingo, đó là Frankie. Lúc AD cái tên bên phía của team Secret toàn và bên phía Secret còn 2 mà thôi. Tức là Arsenal còn một mà thôi, trước đó thì đã một người, còn lại vị trí của Mika. Lamborghini là cái tên tiếp theo. Cứ lê hoàn toàn đội của bên phía team Arsenal còn. Và đây rồi, top 1 Dingo, top 1 Dingo đây rồi các bạn ơi. Và đó là cái top 1 thuộc với Dingo Savior. Đang cầm chân rồi, Appi bắt đầu chiếm một cú mạng phải rồi. Và tiếp tục bị bắt yếu tên Lamborghini. Nhưng lần này thì đó là một tiếng knock out rồi. Lamborghini đi qua Appi, tì được cạo cục tiếp. Tì cái tên này full và tiếng đưa trở về là 32. Reed cùng với Ben Blue Line thành viên còn lại tì được này. Double knock out cho Tý Đức và tiếng đưa trở về là 2v1. Chỉ còn lại một mình Reed mà thôi. Tiếng mở cánh tức Lamborghini Rabbit chỉ cần không chết. Và đó là top 1 dành cho Dingo Savior tại Matrix Mirama vừa rồi với 17 điểm bạ gục. Vâng, Tý Đức sẽ làm gì về khẩu DPS đây? Chỉ cần một viên thôi chắc chắn là sẽ khám răng luôn. Thành viên của Genesis Dogma. Ôi, châu nguyên. Thôi xong rồi. Và Tý Đức bây giờ phải thể hiện cái bản lĩnh của bản thân mình. Một viên, một player nằm xuống. Và hai player nằm xuống. Từ vị trí của Tý Đức. Double knock vào dành cho Tý Đức ở trong tiếng vừa rồi. Và đây là trái đắng mà các thành viên bên phía team Genesis Dogma họ phải nhận. Frankie sẽ đẩy xuống để hỗ trợ. Và bây giờ thì là một cái nghiệp quật cho đội hình thành viên bên phía team Genesis Dogma. Vâng, và đó lại là cái tên Tý Đức. Vâng. DBS trên tay và làm ngay ba chú Genesis Dogma đến từ vị trí của Tý Đức. Và các bạn thấy rằng là như vậy, trong khi đó Dingo Savior đã có được chuẩn một kill trước mặt là BTA. Frankie đọc vào được thành công như ai. Và đó sẽ là câu trả lời dành cho Dingo Savior, sẽ là BTA. Và BTA thực sự so với Dingo Savior bây giờ thì chấp nửa mắt thôi. Vâng, tầm này Dingo Savior nhắm nửa mắt vẫn ăn được. Bây giờ BTA chạy hồ nào, một kill dành cho Lamborghini và bật đeo bị chiêu Luxy có thể sẽ là dấu chấm hết dành cho các thành viên của bên phía BTA. Và quản hết từ đây đều ở vị trí bên phía của TSC knock out thì cái tên Tony K quản hết từ hai và Dingo họ công rồi đi đầu Lamborghini vừa đẩy ra trước mặt là vị trí Zapper và đây rồi đừng bảo cân hai nhưng mà không được hay lắm. Dingo và knock out và gạt gió đi các bạn bên phía TSC và sẽ đưa trở về thế 4v3 là bao nhiêu kill đấy, 15 kill dành cho Dingo Xavier rồi. Vâng, và bây giờ là những quả nết tiếp theo được dã vào cái thành viên bên phía team Fake Land. Vị trí của Tony Kay, Vintoret chưa được cứu lại và Corbe thì đang phải lẩn mình ở trong làn smoke. Và đây là trận đấu mà thành viên bên phía team Dingo sẽ nhiều đã khai thác cực kỳ tốt nhằm một điểm kill nữa thành viên bên phía team Dingo. Và nếu như họ mang về cho mình nhiều kill chắc là khoảng một cái top 1, 16, 17 kill dành cho cái thành viên bên phía team Dingo sẽ nhiều. Và giờ thì Frankie sẽ làm như thế nào đây, cố gắng trả smoke để lấy thêm phạm vi di chuyển từ MSI nhưng không có đâu. Thì được tiếp tục đẩy lên cực kỳ mạnh mẽ, cùng với đó là Lamborghini nữa, liên tiếp được những tiếng spam vào trong làn smoke này. Ponzai bị bắn điếu rồi và liệu có chen rồi, Rabbit có mạng Ponzai. Thì được nằm xuống nhưng không sao cả khi đó là 7 kill dành cho vị trí của Thì được. Và đó là top 3 dành cho bên phía MSC với 5 kill. Bây giờ chỉ có duy nhất vị trí Microboy thôi. Thì bây giờ đang được đưa về là 1v3 hết đạn dành cho vị trí Microboy. Giúp Uber Beza làm gì còn cơ hội nữa. Và đó là cái top 1 dành cho Dingo Savior. Rabbit cần thiết bây giờ chỉ là một pha gõ chuông thôi. Rabbit gõ chuông thành công, đưa về một tiếng 4 cân 2. Và từ đó thì bên phía Dingo Savior có thể đổ đèo được. Nhưng họ chưa trách vị trí Nervoco. Tý Đức với sự non đất của mình thì đang gặp khó khi Nervoco là một con quái vật. Và ngay lập tức Tý Đức nằm xuống bởi vị trí Nervoco rồi. Tiếp tục đó là cân 2 lên luôn đến từ vị trí Nervoco. Okay. Yếu luôn cả vị trí Frankie. Tình huống các thành viên bên phía Dingo Savior đang bị quay hai cánh bởi hai player đến từ bên phía team Aquiriu. Bây giờ thì Rabbit cần phải xử lý nhanh để có thể tạo ra một cái thế đẹp dành cho Dingo Savior. Hơi mất thời gian với Nervoco rồi, tất cả những súng bên phía Dingo Savior đều đã chĩa về Nervoco. Trong cái đó thì Vapor nằm xuống một quả nên tốt tới từ Frankie. Chỉ còn lại Nervoco trong pha xử lý này mà thôi. Đó là một tiếng đi xe và top 1 gọi tên Dingo Savior một lần nữa trong trận đấu mở màn. Vâng, Rabbit sẽ phải hưu máu thôi. Rabbit sẽ phải hưu máu ở khoảng thời gian này thôi. Vâng, player duy nhất có thể có khả năng hồi phân ekip đó là thành viên bên phía Dingo Savior, vị trí của Rabbit. Bây giờ mà Rabbit quăng game nữa thì tôi cũng không có lời nào nói với cả anh em Dingo luôn đấy. Em lại anh Tinh Thành đấy. Tập đấy mà chỉ cần một quả nết thôi thì ăn hết luôn. 13 cái phân ekip. Và 13 FNS thuộc về cho bên phía team Dingo Savior và top 1 quá dễ dàng thuộc về cho bên phía Dingo. Họ có cho mình được tổng là 9 kill và vòng bo cuối cùng đang đứng và Farid nằm xuống, tiếp tục nói cái Tony Kay và bây giờ sẽ top 1 thuộc về cho bên phía team Dingo Savior.
còn. Tuy nhiên họ chỉ còn lại hai thôi, và để xem Lamborghini và Frankie hai player bắn tốt nhất của Dick thì hiện tại có câu trả lời nào hay không. Và không được rồi, Frankie nằm xuống nhưng Lamborghini đổi đi cái mạng của Lizard, và đó là hai kill dành cho Dingo Savior. Và có thể sẽ là cứu được người đồng đội của mình đến từ vị trí Lamborghini, nhưng KF anh ta đã rút đất. KF là một player rất quái. Nhưng từ từ đã, bây giờ Lamborghini đã chọn phương án di chuyển đi rồi, có một cái sự tỉnh táo đến từ vị trí của Lamborghini. Anh ta đã đoán được ra KF sẽ là rút đết và bây giờ sẽ là cứu được lại vị trí Frankie. Một tiếng lật kèo dành cho BVT Dingo Xavier khi họ hạ cũng được hai người. Và nếu mà cứu được Frankie ở trong tình huống này, cũng rất có thể đội hình BVT Dingo Xavier có thể là 2 cân 4 được. Và ở đâu đó giờ BVT đang bắt đầu combat với đội hình của Genesis Dogma. Đây là một góc mà bộ đôi bên phía Dingo Xavier vẫn có cơ hội có thể làm đấy lại rồi. Được Frankie được cứu lên. Giờ thì KF cùng với Redface sẽ phải công ngược vào phía trong khu vực căn nhà này. Điện của Tham ném nết tới từ Lamborghini. Wow! Một quả nết tốt. Redface nằm xuống, bây giờ chỉ còn lại một mình với chú KF thôi. Thêm một quả nết vào trong khu vực nhà vệ sinh nữa, và có vẻ như đó sẽ là dấu chấm hết dành cho KF thôi. Không có đường ra và KF nằm xuống. Thêm hai kill nữa dành cho Dingo Xavier. Giải đấu PUBG Mobile danh giá nhất khu vực Đông Nam Á SEA Championship mùa 4 chính thức khởi tranh với sự góp mặt của 4 đại diện tới từ khu vực Việt Nam. Đón xem vào lúc 17:30 hàng ngày từ ngày 12 tháng 10 tới ngày 7 tháng 11 năm 2021 trên các kênh sóng của PUBG Mobile Esports Việt Nam. Việt Nam chiến là thắng.